Xin chào quý khách, giới thiệu với cả nhà đây chính là dòng mai dảo Thủ Đức hoa tơ bông chùm luôn. Dòng mai này đẹp từ 8 đến 12 cánh nha. Và cái lô này của em Huỳnh á là khảo sát thấy mấy cái bông nè cả nhà, nó nở rất là đạt luôn nha. Rồi dòng này là 3 mùa liền cốt ha. Em Huỳnh đã nuôi được 3 năm trong cái chậu nè. Đó, chi cành sum xuê luôn, chiều cao trung bình tầm từ 40 đến 45 cm nè. Tán ngang á cũng khoảng tầm từ 35 38 ha. Ở nhà xem cái bông nè, rất là đẹp nha. Rồi cây này thì em thấy nó rất là toàn tàn nha, và tết nay là cho hoa sum xuê luôn, nó đang xanh rất là mướt như thế này luôn cả nhà. Thời điểm này là quý khách mình dễ dàng chăm sóc nha. Em gửi thì em sẽ bỏ chậu nha cả nhà đó, bởi vì hàng là thuần chậu rồi nên là em sẽ bỏ chậu. Trời ơi, những cái đế đó rất là quái luôn. Đây liền cốt mà mình không thấy mí ghép luôn anh chị ơi. Đó, hàng thuần chậu nha, cây đẹp như thế này luôn. Rồi 190.000 một cây, 2 cây là 380, em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. 10 cây á, em sẽ tặng cho quý khách một cây nha. Rồi cả nhà xem nè, đó nó đều đều như thế này luôn. Và hiện tại thì cây này á, đang nằm trong cái chậu 18-18cm nha. Cả nhà mình về á, là thích hợp mọi không gian luôn, trồng đất cũng được nè, đó, hoặc là chơi tết để bàn mini ha. Cây á, là bây giờ nó ra chi cành rất là đều và cực kỳ là mướt luôn. Đây ha cả nhà, đây là dòng mai mà dòng mai truyền thống 8 đến 12 cánh ha, và mình có thể là chơi tết sum xuê luôn nha cả nhà ơi. Rồi quý khách thích thì mình chọn cái lô mai này nha cả nhà. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.